Em xin chào tất cả mọi người, chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh kiếm tiền của em nha. Video này em sẽ cập nhật cho anh chị ba cái dự án. Một là cái dự án B Network, cụ thể là cái vấn đề mà cái quý Bironser mấy ngày hôm nay chúng ta không có vào được ha. Cái thứ hai nữa là cái dự án là TOC, TOCKT, đây nè anh chị. Rồi cái thứ ba nữa là cái dự án là OM, tức là Omega Network. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào cái quý Bironser nha. Thì có thể nói cái lần cập nhật này á, là cái lần cập nhật lâu nhất của dự án B Network, cả trên cái app B cũng như là cái quý Bironser. Thì sau mấy ngày cập nhật á, thì hiện tại đã vào được anh chị ha. Mấy hôm trước có nhiều cô chú anh chị mình hỏi em là sao không có vào cái quý Bironser để nhập và đăng, và chúng ta nhận cái đồng là VCM. Thì em có nói mọi người là dự án đang cập nhật, chúng ta chờ hen. Thì hôm nay chính thức là đã xong nha anh chị. Còn về cái dự án B Network thì em nói lại là chúng ta nên cho mình một cái cơ hội kiếm tiền re anh chị nha. Cái dự án này nó không đơn giản chỉ là cái việc mà chúng ta kích tia sét đâu, nói chung là liên quan đến rất nhiều cái vấn đề khác nữa. Và em nói cái dự án này tương lai sẽ là khá là ok đấy. Ai tin thì đào, không tin thì thôi ha. Rồi anh chị, chúng ta từ cái app B chúng ta sẽ vào cái dạ, chúng ta vào cái ba gạch ngang phía trên bên trái. Chúng ta vào cho em là cái Bironser nha. Ở đây mình sẽ đăng nhập vào Bironser nè. Rồi mấy hôm trước thì tới đây chúng ta sẽ không có vào được anh chị ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào cho em cái mục là random.b. Nhưng hiện tại vẫn có nhiều lúc nó bị lắc nha anh chị. Nên là chúng ta cũng phải là chờ đợi ha. Hoặc là chúng ta thoát ra, đăng nhập nhiều lần. Chúng ta nhấp vào OK cho em nè. Ở đây chúng ta nhấp vào cái chữ là Blitter giữa màn hình ha. Sau đó mình sẽ kéo sang phải nè, cái chỗ này nè. Chúng ta chọn cho em là 2021 Hackathon Winner 10 ha. Nhấp vào đó, sau đó mình nhấp vào cái mũi tên phía dưới bên phải trong cái dòng tròn màu tím nè. Ở đây chúng ta sẽ thấy Bitcoin. Mình sẽ nhấp vào Bitcoin nha. Sau đó nhấp vào Redmore. Tiếp tục nhấp vào cái website là www.bitcoin.com. Ở đây cô chú anh chị mình sẽ thấy là phía trên bên trái có cái chữ biểu tượng là Bitcoin đó, chúng ta nhấp vào. Rồi tới đây, anh chị nào chưa cài đặt Bitcoin đó thì chúng ta cài đặt ha. Chúng ta nhấp vào cái mục của tôi phía dưới bên phải ha. Ở đây mình sẽ đăng nhập vào. Nếu mà anh chị đã đăng ký rồi thì sẽ tự động đăng nhập cho chúng ta. Ở đây mình kéo lên sẽ thấy có cái chữ đăng này, chúng ta chọn vào. Thì ở đây họ có bảo là tự động đóng cửa sổ bật lên trong vòng 7 giây ha. Như vậy á là em đã nhận được cái đồng Bitcoin ha. Anh chị thấy nè, còn em còn 23 giờ 59 phút 52 giây nữa em sẽ vào. Ở đây chúng ta nhấp vào cái chi tiết thu nhập nè, có cái mũi tên đi xuống nè. Thì ở đây anh chị nè, 3 ngày chưa có vào được ha, thì hiện tại em đã nhận được một cái đồng Bitcoin. Đây là của bên cái BCM của Bitcoin nha anh chị. Rồi, đó là cái thông tin về cái Bironser của B Network. Tiếp theo cái thứ hai nữa là cái dự án TOC là TOCKT. Thì cũng mấy hôm trước thì cũng cập nhật, chúng ta không có khai thác được. Thì ở đây nè anh chị, sau khi cập nhật lại thì chúng ta sẽ khai thác được. Nhưng mà khi chúng ta khai thác anh chị tuyệt đối là không có để bên cái phông chữ tiếng Việt nha. Khi anh chị để bên cái phông tiếng Việt á, là thông thường á, là ở đây nè, nó sẽ không có chạy đâu. Tức là nó không có đào, mà chúng ta phải chuyển sang cái tiếng Trung nha. Rồi anh chị thấy phía trên nè, có cái biểu tượng là cái loa thông báo, chúng ta nhấp vào đây. Chúng ta nhấp vào. Thì họ vừa thông báo ngày hôm qua anh chị ha, ngày 13 tháng 2 ở đây. Thì thông tin này em xin phép được dịch và em đọc cho anh chị nguyên văn. TOC
sẽ mở giao dịch PancakeSwap BankShip trên sàn giao dịch phi tập trung của chuỗi BEP20 bảo mật tiền tệ vào lúc 6 giờ ngày 19 tháng 2 năm 2023 theo giờ UTC nha. Tức là 6 giờ sáng đó có thể là 1 giờ chiều của mình nha. 1 giờ chiều ngày 19 tháng 2 năm 2023 anh chị ha. Địa chỉ hợp đồng của chuỗi nè, BEP20. Rồi, TOC sẽ xuất bản lộ trình ngắn hạn, thời gian trực tuyến của sàn, giao dịch phi tập trung, thời gian mở khai thác cam kết, thời gian KYC và thời gian trực tuyến của sàn giao dịch tập trung trao đổi. Đó là tổng quan về cái thông tin cập nhật mới nhất của cái dự án là TOC anh chị ha. Thì thời gian sắp tới em sẽ cập nhật tiếp về cái việc KYC nè, cũng như là cái việc chúng ta có thể là mua bán trao đổi trên cái sàn PancakeSwap xem như thế nào. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ qua một cái dự án nữa, đó chính là cái dự án là Omega Network. Thì đầu tiên á thì chúng ta sẽ vào cái Twitter. Anh chị vào cái Twitter, anh chị gõ cho em cái chữ là gì ạ? A cộng O M Co tem nha. Ở đây chị sẽ thấy xuất hiện đầu tiên nè. Đó. Rồi thì hiện tại họ có là 103.371 người theo dõi và họ đang theo dõi 13 người. Thì cách đây 8 giờ họ có một cái thông tin mới nhất cho chúng ta như sau nha. Mở bán đợt sale IFO của Omega Network thời gian là 0 giờ 0 phút ngày 22 tháng 2 năm 2023 đến 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 22 tháng 3 năm 2023. Họ mở bán trong vòng 1 ngày. Thì cái giá bán của họ khởi điểm là 0.11 USDT cho một cái đồng là Omega Network. Thì Omega Network sẽ mở bán chính thức thông qua web 3 của chúng tôi. Chúng tôi sẽ công bố liên kết ứng dụng Omega vào ngày 21 tháng 2. Tức là họ bán không phải liên kết thông qua cái app chúng ta đang đào cái đồng Omega anh chị ha. Thông qua cái trang web. Đó là cái thông tin mới của cái dự án này. Thì cách đây 8 giờ họ cũng có cảnh báo chúng ta nha. Hiện nay có rất nhiều tổ chức mạo danh chúng tôi. Chúng tôi không có nhóm hoặc kênh trò chuyện chính thức trên Telegram. Đó chị hen, hiện tại có rất nhiều cái trang, cái dự án nó lùa gà rất là nhiều. Đó, chúng ta có thể xem xét. Rồi, thì bây giờ em sẽ nói sơ qua về cái app đào cái đồng Omega Network. Thì theo thông tin em tìm hiểu được á, là Omega Network này tổng cung đâu đó hơn 900 triệu ha. Thì cái tốc độ á, là đã giảm dần. Thì cái dự án này thành lập cách đây cũng mấy tháng, hơn 3 tháng rồi anh chị. Thì cái tốc độ hiện tại á, là chúng ta còn khoảng là 0.04 cái gì à, rất là thấp nha. Thì khi chúng ta đăng ký xong á, chúng ta nhập cái mã mời của người giới thiệu vào thì chúng ta sẽ được 20 Omega. Anh chị nào không nhập á thì chúng ta sẽ không được nhận. Thì anh chị nào mà muốn giới thiệu bạn bè á thì xem cái video hướng dẫn em để dưới phần mô tả nha. Hướng dẫn về đăng ký Omega Network, về cái dự án TOC hay là về Bi Network em đều có để dưới phần mô tả hết, chúng ta xem. Thì ở đây cứ 24 giờ chúng ta vào chúng ta kích một lần nha anh chị, để chúng ta khai thác. Thì đây cũng là một trong những cái dự án mới và cũng tiềm năng của năm 2023 này. Đó. Rồi, em xin phép dừng cái video nha anh chị.